Năm nay là thầy cái mừng nhất ấy, là cái thành công là mình viết được cái quyển sách nhỏ đi mà cho mọi người. Mà bây giờ mình làm cái chút xíu thôi, à, mà thiết thực, thiết thực, ngắn gọn, xúc tích, xúc đích, thấy không? Và người ta hiểu được và ai cũng làm được và làm có hiệu quả. Cơm áo gạo tiền đưa cuốn vậy, người ta thấy người ta bỏ chạy liền. À, bây giờ ai không làm đọc. Dạ. Bây giờ còn các ông là giống nhau in con cuốn là bự bự vậy, rồi cái đem trưng bày ra phô trương ra mà có ai bị hiểu được đạo lý Phật là gì đâu. Mà thực ra cái đạo Phật có hai chữ đơn giản thôi, đó là nhân quả thôi, vậy thôi, thấy không? Gieo nhân nào thì gặt quả đó, đủ rồi, vậy thôi. Còn mình giống như bây giờ mình đi gieo cái hạt giống ấy, giống tốt, thấy không? Mà trong cái hạt giống tốt đó nó lại có bốn cái mầm mà cứu người, đó là nhịn ăn, hút không khí, chồm đá, uống nước chi ly, thấy không? Mà nó bốn chữ thôi, bốn chữ thôi, bốn cặp tử thôi. Rồi khi người ta mà áp dụng nó được rồi, người ta thấy hay quá, người ta nói cho người khác, truyền một người là truyền cho biết bao nhiêu người.